Xin hỏi nhà thuốc là uống dây thìa canh thì có tác dụng phụ và có hại gan hay không? Tôi xin cảm ơn ạ. Chào bạn, dây thìa canh là một vị thuốc được sử dụng trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Vị thuốc này có tác dụng hạ đường huyết rất là tốt. Thông qua các tìm hiểu về thông tin về cây dây thìa canh thì chúng tôi không tìm thấy bất kỳ một thông tin nào nói rằng uống dây thìa canh gây hại gan. Vì vậy thì bạn có thể yên tâm để sử dụng cây dây thìa canh giúp hạ đường huyết. Tuy vậy thì cũng cần lưu ý là khi sử dụng dây thìa canh thì bạn cũng nên dùng đúng liều và không nên dùng quá liều lượng quy định. Một số thông tin nhà thuốc xin phép được chia sẻ đến với bạn.